anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Em đang trạng thái em post story, em bảo là nhớ đi cái OTD. Nhà hàng chưa kịp đem ra món khai vị thì tin nhắn điện thoại kêu anh về nhà đi. Là sao? Đang cuối cùng đủ bạn, ngoài đường thì đông đúc, vui được về tận gian nan. Anh sợ cái đèn đỏ, anh chờ cái đèn xanh. Em gọi anh về liền, không ra đợi anh thèn canh. Anh vượt qua ngã tư, ngã năm, ngã bảy, rượu rê nhăn trên, bỏ qua cả thảy. Em quá đang lắm luôn, cứ đẹp là có quyền, nhưng mà chờ xíu đi, quẹo phải tới liền nè. Công chúa đại loại là vậy, còn nó sâu hơn nữa thì lát nữa chúng tôi sẽ nói. Bây giờ chúng tôi sẽ mời ra đây những nhân vật còn lại, những hoàng tử, những công tử của xứ sở bảy nụ, đó chính là Tiến Luật. Xin giới thiệu hoàng tử Cường Kevin. Xin giới thiệu Lâm Vĩ Dạ. Có bộ đồ quá. Xin hỏi tiểu thư mới đi đá banh về hả? Bé Ngọc tư vấn cho em mang đôi giày này. Bé Ngọc nói đẹp. Thì đã thôi, về bên stylist. Bé Ngọc nói đẹp mà, với hai cái nơ trên đầu nó nè. Em phải hiểu rằng Bé Ngọc kêu em gắn nơ nữa. Em hiểu rằng Lan Ngọc luôn đẹp hơn em, nên cố tình tìm một cách cho em xấu cả ngàn lần hơn thì mới đẩy cái nét đẹp lên được. Không có. Bé Ngọc còn hướng dẫn cho bé Ngân gắn cái tóc này nữa và cái nơ nữa. Trời ơi, nhìn rất là dị. Thấy là Thúy Ngân và Lâm Vĩ Dạ có giày cao gót, nhưng mà Lan Ngọc thì quên đem. Cho nên Lan Ngọc mới kêu là thôi thì bây giờ tất cả chúng ta đều mang giày bata cho lạ. Nhưng mà hai bạn kia đâu có biết rằng Lan Ngọc làm cái gì cũng thành đẹp. Gắn hai cái nơ trên đầu cũng thành đẹp. Rồi nhìn hai bà điên gắn hai cái nơ trên đầu. Trời ơi trời. Muốn chết. Thế nên là trong cái câu chuyện về nhan sắc, nó sẽ quyết định một số điều trong cái việc mà nũng nịu trong mối quan hệ nào đó. Nũng nịu trong mối quan hệ. Hèn gì hồi nãy em đòi ảnh mua giày, ảnh dùng cái đôi giày luôn. Đâu em làm lại cái nũng nịu nãy em làm sao? Đó thấy chưa? Kêu xe tới chở đi được chưa? Hồi nãy là em tóc đen, em đòi kẹp cái nơ mà chị không cho, chị bắt em phải đổi tóc vàng vô. Cái mặt em phải là nũng nịu. Cái mặt em là dạng như là bị sụm á, gọi là gì đó. Đúng. Cái đột quỵ. Cái nét nũng nịu nó phải nằm bên này. Đó, cái đó đó. Nét cực kinh đó. Nét nũng nịu á. Bây giờ hỏi nè, trong ba bạn đã bao giờ mình pha một cái chút gia vị nũng nịu vào tình yêu chưa? Và mình thấy hiệu quả nó như thế nào? Em pha một đống gia vị luôn á chú bộ. Em đã từng làm gì mà nũng nịu nào? Thì á, em bắt ảnh đạp xe từ trường đến nhà, từ nhà đến trường, rồi trường đến nhà khoảng 20 vòng. Em nói em cần tâm sự. Thế mà là... người đàn ông đang ở đâu hiện tại? Lấy vợ có con, sao hôm đó chia tay luôn. Lan
Ngọc đã từng đúng điều gì mà nó hơi vô lý tí không? Em thì nhiều lắm, em là đứa ngang ngược mà. Nên em muốn làm gì em làm mà. Ví dụ? Về đó em không thích người yêu em đi chơi thì em bắt ở nhà. Mà cái đó là đi công việc đó, mà cái xong cũng không cho đi luôn. Thì em phải giả bộ ở nhà đi, ở nhà với em đi mà. Thấy gần không? Thấy gần không? Thấy gần không? Khác liền. Đó, cái người ta ở nhà luôn. Chị già ở nhà. Ủa, đi sao mấy lần chồng đi. Em đi nhậu em cũng tao làm cũng làm giống Nguyên Trang Lan Ngọc qua là giống Nguyên Trang. Ở nhà rồi. Ôi Lan Ngọc là dễ thương. Ở nhà đi gặp bệnh là bị già là bị tai biến. Chán thiệt, có buồn quá. Vậy là sao mọi người cứ chọc chị hoài? Không, nói thì nói, phụ nữ là phải có quyền nũng nịu. Đúng rồi. Nhưng nó phải trong trường hợp, đúng rồi, không gian và thời gian, đúng không? Với lại nó dựa vào nhan sắc nữa. Chị là bị điên chứ không phải là. Mình mời Thúy Ngân và Lâm Vĩ Dạ đón khách mời vô được không? Đừng, đừng đi tới cái đó để mà đón. Ủa sao vậy anh? Nhục lắm. Rồi, đứng sẵn đi, đứng sẵn đi, giới thiệu luôn. Đứng sẵn đi. Mình đón khách mời mà. Đó. Thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ chúng tôi chào đón một nữ ca sĩ sẽ xuất hiện trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Cô ấy được chào đón bởi ba người hầu. Xin mời nữ ca sĩ Minh Hằng. Chào đầu mới đúng chứ. Ủa sao cho tụi em mặc đồ như em là công chúa mà kỳ vậy? Mặc đồ như con ở vậy. Thôi nhưng mà form đẹp mà. Nhưng mà có một sự thiên vị rõ ràng. Em muốn khiếu nại. Tại vì ban tổ chức là những người họ hiểu việc đời đó. Họ biết có những cái dù có đưa cho người kia thì cũng không đẹp đến được. Nên thà vậy thì đưa cho người đẹp luôn. Gì á? Thơm nữa. Về đi, hôm nay chỉ có là bốn lượt người xuân thôi. Về. Ủa, về, ơi ơi. Về sớm đi. Anh ơi, dạ, về cho con. Tụi em lỡ đầu tư cái nơ quá trời, cho ở lại chơi cái nơ. Thôi cho Lan Ngọc ở lại. Em cũng đầu tư bộ tóc quá trời. Lan Ngọc ở lại, đuổi mái tóc vàng về đi. Không dám nhìn luôn. Một ngày nào đó mà anh mong muốn em ở lại đây với anh thì ngày đó đã quá muộn. Không có ngày đó đâu, không có. Không có ngày đó là. Trời ơi, chị Hằng đẹp quá hả? Trời ơi, chị Hằng đẹp chứ sao? Chị Hằng phải đi với chú Cụi. Trời ơi, chú Cụi thì dám... Tự nhiên không muốn làm chị Hằng luôn á. Minh Hằng ngày hôm nay trở lại với bảy nụ cười xuân. Dạ, mới lần đầu tiên chứ không trở lại. Ồ, lần đầu tiên luôn hả? Dạ, đúng lần rồi. Ôi, lần đầu tiên thì phải càng ưu ái hơn. Mời ba bà dì về. Sao anh cười? Thôi lại chơi ha. Anh có mới nói cũ á? Không, lúc anh chưa có mới cũng nói cái cũ nè. Đừng có đủ thôi. Trở lại coi. Hồi anh tát. Trời ơi, sao tao không có thương Hoa Tuyết Ngọc gì vậy? Em gái mà. Thì ngày hôm nay Minh Hằng đến với chương trình. Thì Minh Hằng là ca sĩ mà. Dạ. Thế nên chúng ta ngày hôm nay bằng mọi giá phải hỗ trợ Minh Hằng. Trời ơi. Đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý không? Không. Cái này giống như là... Không. Các bạn đã từng coi phim Hồng Kông chưa? Dạ. Không. Cái này giống như mình tới nhà người lạ đó, vừa tới. Thôi bây giờ để Minh Hằng nói đôi điều về cái sự nũng nịu nhà nãy tụi anh bàn á là phụ nữ đôi khi mình có nên và ở mức độ nào về sự nũng nịu với đàn ông không? Có chứ, em nghĩ là phụ nữ mình phải nên có sự nũng nịu. Tại vì đó là đặc quyền của phụ nữ. Trời ơi, bé nói chuyện đàng hoàng không như là... Em mới chơi nên em vậy tí nữa mà vô chơi game là em cũng lầy lội lắm, anh yên tâm. Mọi sự lầy lội đến từ em đều được chấp nhận, đúng không? Đúng. Không. Ồn ào ghê luôn. Anh đang làm gì lắm hả? Không có. Sao điệu nghệ quá vậy? Em thích anh làm vậy hả? Dạ không. Ừ. Thật sự lâu lắm rồi tôi mới thấy một người đẹp như một con búp bê vậy. Không, nói vậy cũng như đúng. Lâu lắm rồi. Nè, phải vậy nè, lâu lắm rồi tụi anh mới chơi với những người đàng hoàng như vậy. Bên đây là búp bê, còn ba bên kia cũng búp bê mà bị hư ha. Không. Vỗ tay cho Minh Hằng.
chào đón đến với chương trình Bảy Nụ Cười. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và xin hỏi buổi tối hôm nay ai đồng ý với việc để nguyên đội hình này mà chơi? Không. 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 Tôi đề nghị bốc thăm đi. Không. Sao vậy? Một bốc thăm không bốc luôn, một việc khỏi chơi đi. Đây. Đây. Dạ, cảm ơn anh. Đây. Dạ, cảm ơn anh. Đây. Đây. Đâu cũng được, miễn đừng là bên kia. Mời, đưa con số. Số 2. Số 1. Gâu gâu. Ủa, số 1 gâu gâu là sao? Là ai về đậu số 1 là thành... Em có về số 1 không? Ủa, cái bên kia ba số 2. Em có về số 1 không? Mở nó coi. Gâu gâu. Gâu gâu. Gâu gâu. Thì ra hai cái nơi đó là cục xương với mấy nơi đó. Tự nhiên số 1 gâu gâu. Đúng không, nhắn quá đàn vậy luôn á. Lỡ miệng. Tôi đề nghị chương trình cho chơi trò chơi vận động không nha. Chơi cái gì liên quan tới sức mạnh. Thôi. Ủa, nếu như vậy là không có chênh lệch anh. Đâu có, tụi anh cũng chênh lệch hoài à. Ôi dạ. Nhưng mà không sao, mấy người kia khỏe lắm em. Trời ơi. Ờ, chơi giỏi lắm em ơi. Cái này tụi em chơi sao thắng bên kia. Chỗ chị Hằng chơi dữ dội lắm chị. Đã vậy rồi còn bị sự ép cho coi. Tại mình không có nhan sắc á. Đúng rồi. Không. Nhớ mùa trước có một lần hai anh em tụi tôi chung đội. Thua. Ngón nghề bên kia. Bên đây thua banh xác. À, à bên kia chơi dơ hơn hả? Dơ lắm. À. Chị Hằng mới tới mà chị biết chơi dơ luôn kìa mấy đứa. Trước khi em tới em có nghiên cứu, em có coi chương trình. Rồi rồi, thế thì hỏi luôn, em thấy dơ nhất là ai? Em có nên không? Nên em. Em nói thẳng nó thật. Lực đứa qua đây. Tại vì hai người này bảo kê em lo gì nữa. Đó. Không phải. Tại vì em cứ nói đi, ai đụng tới em là đụng tới tôi. Chưa bao giờ mà anh bảo vệ tụi em giống như vậy. Em đừng nói như vậy. Em đừng nói như vậy nha Thúy Ngân. Tôi đã đôi lần kêu bảo vệ tới bắt em rồi. Được lắm, lần này em sẽ sống chết với anh. Đây, Hằng ơi, dạ. Em thấy sao? Ai là người mà em thấy ấy ấy ấy? Ờ, dạ, ấy nằm phía bên em nên em ngại nói quá. Dạ, ấy nằm phía bên em nên em ngại nói quá. Vậy thì từ nay ai đụng tới em là không đụng tới tôi. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ chơi một buổi tối công bằng. Ôi, trong cái mặt của anh. Hả? Cái mặt của anh diễn gì kỳ vậy? Không bằng. Không bằng. Hôm nay đi chích ngừa chứ em. Bé thì sao gì cơ? Khi em đội cái đầu này lên em bị sao á? Bị dính ngải bà Ngọc rồi. Như vậy là hiện nay chúng ta có hai đội, hai nam một nữ, đó là ca sĩ Minh Hằng và ba bà thím của chương trình Bảy Nụ. Ba bà thím. Ngay sau đây là chúng tôi đến với đội đẹp và đội thím. Anh. Hả? Đánh làm sao chị Hằng lớn hơn ba tụi em cộng lại luôn. Đúng rồi. Nhan sắc. Nhan sắc. Chị đâu phải bà nội của em đâu. Em thấy không? Cái sự vô duyên càng ngày càng trỗi dậy. Dạng lớn hơn ba đứa em xong lại. Thưa quý vị, ngay sau đây là trò chơi đầu tiên của Bảy Nụ Cười Show. Ê, có khi nào chạy tới gần tới đó, thằng cái két lại không? Chạy lên. Thưa quý vị, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Đây là một trò chơi nó dễ, vô cùng dễ. Chúng ta xếp hàng ngang ở đây, 6 người lần lượt, mỗi người chơi 2 lần. Mà không phải chơi liên tiếp, mà chơi theo thứ tự 1, 2, 4, 5, 6, sau đó 1, 2, 4, 5, 6. Mình sẽ đạp lên đây. Người nào có chiếc dép của mình mà cao nhất, đội nó thắng, vậy thôi. Đây, ví dụ, cho mượn chiếc được không?
cái này là ai chân dài là lợi rồi. Đâu? Ví dụ người đồng dẻo á. Tất cả chuẩn bị. Ví dụ dẻo là thắng. Ngọc. Lan Ngọc rất dẻo. Tụi em đứng vậy cũng có thể đưa tới đó mà. Đưa tới đó mà. Em mặc váy, anh mặc quần. Mặc quần đưa lên nó khó lắm. Cũng anh lấy đà sáu à, mà chị Hằng là lên hơn nè. Anh lấy đà sáu. Rồi, bây giờ ai đầu tiên? Chị Minh Hằng. Bên đội bên kia đầu tiên. Thôi, thôi, thôi. Tụi tôi đã thua vòng trước rồi. Vòng này mời đội thắng đi trước. Rồi. Lại, lại, lại. Dạ. Chơi. Lại ơi, được lại. Nếu mà em lên số 8 thì thôi tụi anh khỏi chơi. Vậy thôi. Ê, có khi nào chạy tới gần tới đó thắng cái két lại không? Không. Đấy. Cố lên. Ủa lộn chân. Ủa lộn chân đúng không? Ủa chưa. Có cái gì vậy? Không thử. Rồi. Chị tụi em nha. Cũng đẹp chứ có xấu lắm đâu mà anh nở lòng đối xử. Đá cái chân kia lên thôi. Đá lên. Tôi nghe một cái rạc đâu đó. Trời ơi, số 7 luôn. Vinh. Riết. Lò trò luôn quá, trời ơi, không có. Đây, đi đi, để Hằng Long tiến cho. Vinh, lấy chân này trụ xong chân kia lên. Hỏi. Tại vì hồi nãy bé Vân đá lộn chân. Người đầu tiên. Còn anh Vinh đá đúng chân. Người ta trụ là người ta lấy chân phải, người ta trụ. Còn chân trái không thuận sao trụ. Cho em lại cái được không? Không. Dạ đi. Em không lên được số 7 luôn á. Đứng chỗ không cao được đâu. Chị phóng này đi. Không dám đâu. Dạ dẻo lắm. Cố lên chị ơi. Để em phải nhắn nha. Coi ông chú khởi động kìa mấy đứa ơi. Chết rồi. Ê, hey, chân nào trụ, chân phải trụ, dán chân trái đi. Chân phải trụ đá chắc lên tới số 3 quá. Chớ. Nó đau, tại hôm bữa chị bị đau. Quá ghê, được. Quá ghê, được. Nhưng mà phải có ai nhịn. Nhịn chú Tướng. Ồ. Ai cho nhịn vô. Cha nó làm cái tẹt đi ha. Trời ơi trời. Lên đi anh, đừng có sợ. Rồi, mất lượt, mất lượt. Mất lượt, không phải. Tại vì nó tụt con vết ra. Lan Ngọc, Lan Ngọc. Cái nó tụt con vết ra mà. Hiến, Hiến, anh anh làm gì vậy? Sao anh không hiếu đòi em vậy? Ủa, anh chạy. Trời gì vậy? Em dán vô đó mà nó không vô. Em dán cái gì vô? Em dán cái dép vô đó mà nó không vô. Rồi. Nó văng ra vậy này, nó văng từ từ. Mến Hà. Không được chọc. Nè. Ủa, em đứng gần đó được không? Dây dây lại, dây dây lại, dây dây lại. Miễn sao em dán được thôi. Đứng gần không lợi thế đâu. Lợi thế. Không bao giờ cao bằng. Chị Hằng vô ga mà. Chạy lên.
một người ơi. Nhưng mà chưa bà, chúng ta còn một lượt nữa. Còn một lượt nữa. Rồi, tiếp tục, Thúy Ngân trở lại. Làm gì vậy? Là, ủa làm gì vậy? Anh cứ kiếm đồ anh mày á. Rồi, tới em đó. Anh tên em dán anh vô đây luôn không? Tập ràng, tập trong ràng. Đây, Thúy Ngân lượt thứ hai. Làm rớt chiếc dép của người ta là bị loại nha. Xích ra rộng mà, Ngân rộng mà. Xích xuống luôn Ngân. Dán rộng ra Ngân. Một. Dán vô số 1 cho tôi. Thì chiêu cuối của em. Thầy Ngân. Em chơi chiêu cuối của em. Bên ơi, mình đứng tại chỗ thôi, mình đừng có chạy. Vậy, chúng tôi biết cái nghệ sĩ là lương lẹo nên cấm trồng chuối với bò anh thức. Không cho trồng chuối nha. Tại chỗ thôi. Kệ em. Anh định bắt trước hả? Không được đâu. Đó bụng bé theo kìa. Mấy chị em nhích cái chân lên à. Em hai diện đại diện được không? Hay quá à. Ai tiếp theo vậy? Tới tôi. Ủa giờ không chạy nữa hả? Từ ngày ai phát minh ra cái chiêu đó hay quá vậy. Không, chỗ này được nè em. Ok. Nhưng mà lỡ gì chui rớt cô Vinh là thua luôn. Ừ, anh lấy chai em ra đi. Thì mà anh có tới mà em được đâu mà. Anh sợ đá trúng vô cái gô rồ rồi. Sự trông chờ chỉ có Minh Hằng mà thôi. Mày, nếu bây giờ mày, Minh Hằng thua là đội mình thua 2-0 hai game. Đội tôi thua 2 game. Giống vậy à? Đừng không chạy. Chân em ngắn lắm anh ơi. Em đi, anh em đây đi ra. Trời ơi Ngọc ơi, sao nào được hay vậy? Trời ơi, sao được vậy với Ngọc? Như vậy là đội nào có vị trí cao hơn đội đó giành chiến thắng. Và như vậy đêm nay Minh Hằng cần tìm cần thêm. Và Minh Hằng đã mang về chiến thắng ở vòng này, tỷ số đến thời điểm này là 1-0. Ôi, chúng tôi thật là hãnh diện. Hai thằng đàn ông để một cô bé cơm tim. Hai thằng đàn ông để một cô bé cơm tim. Ai vậy? Trương Thế Vinh. Ủa sao lúc chơi không làm được? Người ta phải gọi là đúng người đúng thời điểm anh. Mình biết nhiều phụ nữ chứ. Trời ơi, bàng hoàng luôn á. Không hiểu tại sao thua luôn á.
không thể hiểu được. Trời ơi, anh Vinh đánh được tới đó luôn á. Chị thử luôn chị. À vậy, quăng lên thôi á. Quăng một cái vòng tròn lên. Có ai bên kia lụm giùm chiếc dép nè. Thôi thì nói gì nữa, tỷ số hiện tại là 1-1. Và ngay bây giờ là trò chơi thứ 3. Cái đứng đó, cái đứng ra đó. Biết sao? Tiến lực là cao nhất bởi vì nó chỉ lên trên luôn. Quý vị ơi, tiến lực là cao nhất, nó chỉ lên trên luôn. Hãy nhìn đi, tại sao chán tôi cao mọi người? Tại sao chán tôi cao mọi người? Tại sao chán tôi cao mọi người? Thưa quý vị, chúng ta gặp nhau trong chương trình 7 nụ cười. Trò chơi này chúng ta phải phối hợp 3 người. Tất cả đều bị bịt mắt. Người thứ nhất là có một cái dĩa xúc bột, sau đó để lên đầu mình, sau đó đi lại cái kiếm người thứ hai, sau đó lấy cái dĩa đổ qua người thứ hai, dĩa luôn ở trên đầu. Người thứ hai sau khi nhận được có bột, đổ qua người thứ ba. Người thứ ba không còn gì hết. À, đổ vô đây. Sau 2 phút, đội này mang về nhiều bột hơn, đội đó thắng. Dễ à. Mời lên quán tôi xin. Thôi. Mời Minh Hằng. Thôi. Em ra cái gì? Kéo. Ngọc, giúp em nữa rồi. Búa. 2, 3. Chị đừng nói nữa. 2, 3 kìa. 2, 3. 2. Em chơi sau. Rồi, chơi sau. Yeah. Không cần nhìn tôi cũng biết là mình thua rồi. Tại vì em không có được sự ủng hộ của hai chị. Thôi đi, cô gái à. Sao vậy? Tính toán hay quá mà. Rồi, mời bước vào vị trí. 2 phút bắt đầu từ bây giờ. Go. Ai cao thì lùn xuống. Trời ơi, sợ gì vậy mọi người? Gì vậy? Ủa? Rất hay luôn á. Dạ, rất hay luôn á. Rất hay luôn. Không xây chuyển một miếng là wow. Rất hay. Thông minh quá. Trời ơi, có bé Ngân thông minh nè. Rồi. Ê gì? Hay chưa? Thấy em hay không? Cái bàn bên này. Đó, giúp em vậy thôi, muốn gì nữa. Đúng rồi, đổ vô. Ngân, quay lại. Trời. Con gái dễ ha, tụi mình khó lắm. Một chút tụi anh đứng im nha, em tự làm nha. Dạ, hay thì cái bộ đổ đi. Dạ, ai đập đau quá. Cái gì em đâu? Trời, đúng rồi. Trời, bà lấy tham dễ sợ luôn á. Lát mình phải lấy tham vậy đó mới nhanh được. Là mình lấy chị đâu? Đứng yên đây, đứng yên đây, đứng yên đây. Thắp xuống chút, thắp xuống chút. À!
xuống không? Cho xuống không? Ủa, chính dĩ không vậy? Rồi, xong chưa Ngân ơi? Xong, xong, xong. Em đâu, em đâu, em đâu? Em đây, cố thắp xuống, thắp xuống, thắp xuống, thắp xuống. Cái đầu đâu? Rồi, để lên xuống, lên xuống. Ủa, đâu rồi? Rồi, đi nha, đi nha. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Rồi, Nguyên luôn nè. Nguyên, Nguyên luôn, Nguyên. Cái bông vô mặt luôn nha. Vô. Chị đâu? Nguyên luôn nha. Nguyên luôn nha. Em ơi, em đâu, em đâu, em đâu, em đâu. Đâu, 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 đâu. Nhanh. Không. Hết giờ. Rồi, mời mở mắt. Trời ơi, quá hay luôn á, tôi nói thiệt. Quá giỏi. Hãy nhìn xem chiến trường mình đã tạo ra. Nguyên đổ bột vô vui vẻ hay vô em vậy? Đó, một bộ dĩa bột đó. Chị coi em nè. Nguyên luôn á, Nguyên luôn. Chị kêu Nguyên luôn, Nguyên luôn, Nguyên luôn. Nguyên không, luôn. Không. Nói công bằng là chị Dạ làm đúng có mình em là chật vụt phải à? Đừng đùa nha, rất nhiều nha. Chúng tôi không cân ngay bây giờ đâu. Sẽ giữ lại để lát cân cho nó hấp dẫn. Ủa, tôi làm trợ lý của em hồi nào vậy Ngọc? Chúng tôi đã cất cái hũ của đội mình rồi. Giờ đội kế tiếp, xin hỏi vị trí nào, sắp xếp như thế nào? Sắp xếp như thế nào? Em đầu tiên đi, chứ tụi anh mò em đâu có được đâu. Đúng rồi, em con gái em đầu tiên đi. Hồi nãy chúng ta nhận thấy rằng là đội của Lâm Vĩ Dạ, Lan Ngọc và Thúy Ngân là cái lọ thủy tinh này gần đầy luôn nha. Bây giờ chúng ta phải tràn trề nha. Múc đầy lên nha Hằng. Dạ dạ. 3, 2, 1, go! Vô. Đây, dưới. Rồi. Trời ơi, dính luôn rồi. Dính đâu? Em đây. Rồi, em lấy tay em sờ trúng cái dĩa trước đã, rồi hãy đổ. Vô mặt tôi rồi nha em ơi. Em nói hay lắm. Đó, bây giờ vô. Rồi, vô cổ áo luôn rồi nha em. Nói chưa vậy? Rồi, đi. Đừng. Chết rồi, bài này cũng nhiều lắm đó. Bài này nhiều lắm đó. Đội này có vẻ ngon à. Bài này nhiều lắm á. Vinh ơi, tôi nè Vinh ơi. Đây nè, vô mặt tôi rồi Vinh ơi. Rồi, cổ áo rồi Vinh ơi. Bình tĩnh, chấp nhận đi. Không có vô. Em để đi đâu vậy Vinh? Trời ơi, nó xuống tới quần tôi luôn rồi. Kệ nó, chấp nhận đi. Cái người tôi bây giờ nó đầy luôn rồi đó. Ngọc nha. Đi. Trời ơi, nội công ngoại kích. Đi. Rồi. Trời ơi, tôi biết Ngọc chung ai, tôi nói thiệt nè. Ủa, tôi biết ai vậy? Rồi, sẽ có ngày nha Ngọc. Đây nè Vinh, tôi nè Vinh. Nè Vinh nè. Chơi cái giò nữa Luật, chơi cái giò nữa. Đây, đổi. Rồi, mới đó. Chỗ nào? Luật. Trời ơi trời. Được rồi, để khi nào tôi thấy ánh sáng đi rồi Ngọc ơi, em chạy đi nha Ngọc. Em trốn ra xe em về luôn đi Ngọc ơi. Bé cái hũ này, cái này, hũ này. Hũ nào? Bên trái. Đổ cái gì đâu cái vậy? Ngọc. Thôi, đội này sao lâu vậy? Lâu ơi. À, không cái gì vậy? Ai vậy? Chơi vậy? Thôi, ai chơi vậy? Đâu rồi anh Luật ơi?
không không, mình thắng rồi, mình thắng rồi. Đây. Ủa của mình đó hả? Đây là hai hũ. Hai hũ đội Tiến Lực. Còn đây là một hũ của đội Lan Ngọc. Yeah! Minh Hằng hút cái dĩa nào cũng đầy tràn hết. Đây là tại chi dạ? Và tụi em không biết một cái mẹo hết sức là đơn giản. Yeah. Sao? Mẹo sao? Chỉ cần chân người này đập chân người kia là xong. Thì phải mò. Hay lắm. Hình phạt là xứng đáng. Bột đang cái áp chảo rồi thằng Ngọc. Bột em bỏ trong người tôi từ lưng. Ủa, nãy ai bỏ bột với người chị em đúng không? Không, 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 không. Chị tự chị rung tay là chị rớt xuống người chị. Không, cái gì vậy? Ủa, ai vậy? Chơi vậy? Ủa, ai chơi vậy? Trời, có nét mặt đàng hoàng ghê ha. Mặt cực kỳ nghe thơ luôn á. Như vậy, đội Tiến Lực, Minh Hằng và Trương Thế Bình chiến thắng. Những kẻ đáng bị trừng phạt sẽ bị trừng phạt. Chưa mình còn nữa mà. Anh là người dẫn chương trình nha. Em luôn cố gắng đi em. Kính thưa quý vị, như đã nói từ ban đầu, kẻ nào thua sẽ bị trừng phạt. Thưa quý vị, em tức quá quý vị. Anh tính là mấy bài phim đạm đáng nhanh kìa. Thưa quý vị, vỗ tay nào nhiệt. Dọn bàn. Ủa rồi cũng Ngân nó năm phụ hả? Dạ không, chị Ngân đi chắc đi học rồi ạ. Trời ơi Ngân, Ngân giờ này chắc cùng ngủ thập hạnh gì Ngân. Dạ ba. Trời ơi con gái con đứa bây giờ 12 giờ rồi mà còn ngủ. 12 giờ ai nói không được ngủ đâu, phải gọi con chi hả? Bước qua phụ béo. Chị heo dọn rồi. Trời, em còn dọn xong hết rồi, cũng không cần dọn gì đâu ạ. À. Con bé heo lên đây là cô chính của nhờ, vừa phụ quán cà phê rồi vừa học, chứ không phải là người ta làm OT mà cô bắt người ta dọn qua giấy. Ủa mình có trả tiền cho chị mà. Người nhà đừng nói với tiền bạc ở đây nha. Mình lớn rồi, mình phải biết làm, biết nãy kia. Sau này còn có cửa lấy chồng. Rồi, biết rồi, đi dọn nè. Ba tối ngày ba cứ la con hoài à. Cứ dọn 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 hoài tối ngày. Để chị dọn cho. Tôi không hiểu sao luôn á thiệt. Thời gian nó về Việt Nam mà tôi nuôi nó mà tôi quạo luôn á. Quạo gì, ba có dạy con gì đâu. Bữa hỏi người ta uống cà phê đen, con pha cà phê sữa mà ba la con. Cà phê sữa mà mày bảo đâu bỏ sữa, đâu bỏ muối. Con thấy được, con thấy được không? Hai cái đó giống nhau nên có thể lộn được. Đó, chị heo nói vậy nữa. Thôi con đừng có bao che cho nó hoài nha, heo nha. Không có bên như vậy được đâu. Hôm bữa tôi kêu làm ly cà phê ít ngọt, nó bỏ cho tôi ít bột ngọt vô nữa đó. Thì tại vì chú Hồng không nói rõ làm chi. Nhưng mà mắc cái gì mà sáng giờ ba cứ đứng đây hoài vậy? Ngắm chị. Con không thấy cái khung cửa này nó giống như là ba đang đứng ở trong một cái ngục tù của tình yêu hay sao? Thôi mệt quá, đi vô làm đồ ăn cho con ăn kìa. Đói quá rồi. Mà kỳ lắm á, từ lúc có chị bé heo mà ba cứ la con hoài, con có làm gì đâu. Người ta chăm chỉ hiền lành, còn con ở không, ăn không, ngủ không. Con cũng giỏi với bộ, con cũng dọn dẹp phụ. Lấy khăn làm cái sàn nước giùm tôi đi. Heo, đưa cho nó làm. Đưa cho nó làm. Làm cho ba coi nè, làm là lao 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 nè.
Em nó mặc váy. Mặc váy thì sao, mặc váy không có lau nhà được hả? Hãy để cho nó trưởng thành đi. Ủa mà chị chỉ định tôi mà. Không có. Ý đây là tôi nói để cho con lè nó hiểu. Đây đây chị làm cho. Ủa làm cho. Người đàn ông trưởng thành có đi vô làm cơm không? Tại sao? Nghĩ chơi bà luôn. La hoài. Thôi được rồi, để tôi vô tôi dạy một bài học nè. Bước ra đây bà biểu quay. Con nghe. Ngân. Bé heo à. Dạ. Lại đây anh nói nghe. Em có biết làm cơm hay không? Nghe chưa? Người ta bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi mà tới bây giờ ăn uống tất cả mọi thứ phải để tôi lo cho con. Ủa tại sao trước giờ cũng lo được mà tự nhiên ngày hôm nay có chị bé heo ở đây cái ba không lo được cho con? Sau một tuần tôi tiếp xúc với bé heo, tôi thấy là tôi chiều con tôi quá đáng. Ba chiều con là chuyện bình thường không sao? Thấy chưa, chị không nói vậy nữa kìa. Nếu như em nói như vậy tôi sẽ vào làm cơm cho con của tôi ăn. Chào bé heo. Dạ chào chú Vinh. Dạ. Bé heo có yêu thích bộ môn dance sport không? Dạ, dạ con cũng có thích. À em được rồi. Dạ em cũng có thích. Nếu mà thích như vậy á thì để tôi dạy cho. À nhưng mà tại vì em không có dẻo, không có lắc được như cái chú nên là. Cái gì cũng phải học hết trơn á. Chỉ cần 3 tháng thôi là tôi. Đó. Quán cà phê làm gì khổ lắm. Đi theo tôi nè. Bao nhiêu giải rồi, mình kiếm tiền cũng từ những cái giải này. Người mình thì đầy sức khỏe, đầy nghệ thuật. Đang đứng xào cơm cho con bên trong, nghe một vài tiếng nổ ngoài này. Cái gì? Ông được một vài giải gì ở đây mà ông nói? Ông chỉ được giải thể hình trong khu phố này thôi. Ông thi thể hình với tôi với ông Bảy, ông đoạt giải. Đúng là ếch ngồi đây nhé. Cái lúc mà tôi đi thi á thì ông chỉ mới đi học tóc thôi. Làm sao ông có cái tầm nhìn mà biết được một cái người vũ sư đầy quyền năng như tôi. Wow. Vũ sư quyền năng mà suốt ngày đi ra công viên nhảy không? Mình ra là mình giúp cho mọi người phải không? Còn cái chuyện mình đi kiếm tiền làm ăn là chỗ khác. Nhảy không hợp với bé heo. Sao biết không hợp? Bàn tay bàn chân này không thể học nhảy. Bàn tay bàn chân này là phải cầm kéo, cầm tông đơ, cầm chai xịt tóc. Em thích hợp với ngành làm tóc em à. Tôi muốn truyền nghề lại cho em. Nè nhìn cái tiệm ông đi. Một tuần rồi tôi chưa thấy một khách nào vô luôn á. Thiệt luôn á mà nói đòi làm tóc ha. Dạy con người ta cho người ta đi ăn mày hay chi vậy? Tôi là nam, tôi hớt tóc có thể người ta không thích. Tại vì nói về phần ngoại hình tôi hơi yếu. Nhưng mà nhìn bé heo đi, với cái ngoại hình này, bé heo mở tiệm cắt tóc thanh nữ biết bao nhiêu người. Ê, ê, ê. À, chú ơi, có lộ môn thanh nữ là phải vô trong đó là mình phải làm gì đúng không? Chứ không phải là cắt tóc không đúng rồi không? Đầu. Nè. Gì chú Bảy? Làm gì cháu tôi đó? Con dạy cho dance sport, khiêu vũ thì là thể thao thì con có lòng tốt thôi. Cháu tao dưới quê là anh không biết gì, đừng có gạ gẫm nó nghe. À. Trời đất ơi, chú Bảy nói con tổn thương quá trời. Con đi gà gẫm có bé heo á. Trời ơi, con là người đàng hoàng chú ơi. Cái bộ đồ mà nhìn là không đàng hoàng rồi. Đúng. Chú đang gà gẫm bé heo. Cái gì? Chú gặp chú được không? Chú Bảy bình tĩnh. Mày nói gì? Tôi gà gẫm để cho bé heo một công việc. Việc gì? Thay vì bé heo ngồi bán cà phê, nếu như bé heo làm tóc, bé heo làm nail, bé heo vuỗ móng, lương sẽ cao hơn rất nhiều. Khỏi cần. Tôi nói chuyện với mẹ nó rồi. Lên đây vừa học vừa làm. Bán cà phê chỉ là nó phụ thôi, chủ yếu đi học. Hãy giao bé heo cho con. Trời ơi. Con hứa với chú Bảy,
7 lần 7 49 ngày sau. Chết rồi. Sao nghe đâu nó xa xa gì chú? Thằng này nó không có vợ lâu ngày quá đó con. Dạ. Nó riết ở hơi... đâu nó bị sạn bắn. Còn thằng này là có vợ rồi nghe, nghe. Ôi thế con có làm gì đâu? Trời, con là người đàng hoàng chú ơi. Thôi tôi nhắc lại cho hai cậu. Cái gì nữa? Giận đứng ở ngoài đây. Cơm người ta đang chiên ở trong đó rồi. Hét nghe có giọng rồi kìa. Trời ơi, không biết tắt lửa hay sao? Chỗ đáng làm ăn. Sao mà lạ kỳ ghê vậy chú Bảy? Sao ba con dạo này kỳ lắm á? Không có lo cho nhà cửa vậy, suốt ngày cứ đi qua quán chú làm gì không biết nữa. Đàn ông tất cả đều vừa có được, trừ hai chữ nhan sắc thôi con. Nè, con muốn ba con về không? Có chứ. Con, vô bếp. Đi vô bếp liền. Đi vô sau bếp. Sau bếp luôn, sau bếp luôn. Con bé nó về rồi. Rồi chịu đi về chưa? Ừ, già cái đầu này còn mê gái nữa. Cái gì vậy? Áo này nó một tuần rồi nó không chịu giặt luôn á. Người gì mà ngộ vậy? Trời ơi, chú Bảy đang giữ crush của con đó. Chú Bảy, thôi mày cầm cái cassette mày đi dạy đi. Đi nhanh. Chú Bảy đừng có mà coi thường con nha. Con là người tốt đàng hoàng chứ không phải là... Thôi đi dạy đi, đi dạy đi. Lấy xe đạp đi dạy đi. Rồi con ơi, tụi nó đi hết rồi. Đi hết rồi. Dạ. Chú không ra giải quyết là nó bu về hoài luôn á. Bởi đẹp cũng khổ thấy chưa. Tao có mấy chú vui mà. Vui gì? Không sao, con nghĩ là mấy chú nói vậy thôi chứ là an toàn không sao. À, dạ. Trai ở trên thành phố nhưng mà trai dưới quê đâu nghe chưa. À. Nghe chưa. À. Con là con mới ở đây có từng thôi mà nó náo loạn đội hình hết trơn. Cái thằng dạy nhảy thì hả, không lo vợ. Cái thằng kia không lo con. Lo cho con không mà thấy không. Nó có lo cho con gì đâu. Ý là la dòm con không đó. À, dòm thôi à, chứ không lo gì đó. Gì nữa? Có gì đâu. Con thấy ba lo cho chị bé heo hơn con luôn á. Hồi đợt trước con bị mấy canh ở xóm chơi đinh ghẹo á, ba có lo đâu. Chị bé heo bị trọng chút xíu. Người ta là bị ghẹo, còn mày là bị đi ghẹo người ta. Hai đồ, thấy chưa? Vô rửa đóng chén mới sao đi. Ta vậy nè, mà rửa chén tay hư hết luôn. Mày nói chuyện mà mới rồi không biết so sánh. Người ta dày nè, người ta còn lau nhà nè. Cỡ mày là rửa chén là còn hơn. Đi vô rửa chén đi. Trời đất ơi, chết rồi, mất hết rồi. Có chân té chị. Từ ngày cô tới đây nước lên lai láng là thấy điểm không lành. Người ta thấy nói là có nước có tiền đó. Gây quê hả? Nhìn cũng không quê gì mấy. Trắng da dài tóc bao nhiêu nghề không làm chui vô cái quán này bán cà phê chi cho náo loạn. Em phụ chú để kiếm tiền đi học. Trước khi cô tới đây cái xóm này nó bình yên dữ lắm. Ha, bây giờ cô tới đây đủ thứ chuyện xảy ra rồi. Chị thông cảm, tại vì có thể là em là người mới, là một người thấy vui, là một người ra nói chuyện thôi, chứ em đâu có làm náo loạn gì đâu. Cô không làm náo loạn. Đúng rồi, cái chuyện này cô làm thầm kín lắm. Cô nghĩ là không ai biết đúng không? Nhưng mà tôi biết. Trước khi mà tôi nói cái chuyện này ra, tôi sẽ kêu hết cái xóm này ha, để cho người ta biết cái bộ mặt thật của cô. Chú Bảy đâu? Chú Bảy? Ông Hồng đâu? Gì vậy, gì vậy? Cưng. Đi ra đây hết, đi ra đây hết, thông báo một lượt luôn. Đi ra đây hết, con kêu ba con ra đây. Ba ơi, cô lại cái gì vậy? Kêu con, ông Hồng đâu, bé Lè đâu, ra đây tôi nói một lượt luôn. Rửa đống chén xong chưa mà đi ra đây vậy? Con rửa được nửa cái. Mời chú ngồi, mời chú ngồi. Cái gì con? Ra đây mọi người tập trung. Chuyện gì vậy? Từ trước tới giờ cái xóm mình là cái xóm văn hóa đúng không chú? Chưa bao giờ có cái chuyện gọi là mất mát đồ đạc xảy ra. Đúng. Con bị mất đồ. Trời hả? Mất cái gì? Một món đồ rất giá trị. Trước giờ con bỏ trong đây. Bây giờ nó không có một cái gì hết. Sao? Từ trước giờ trong xóm này là không bao giờ có xảy ra mất đồ. Đúng. Không phải đâu không? Để không phải anh. Từ không? Từ không? Gì vậy? Rồi. Không tìm thấy dấu vân tay hung thủ. Ông đâu phải là trong chuyên môn chuyên ngành của ông đâu mà ông tìm ra được. Cái
con muốn nói là từ trước tới giờ không có người lạ vô xóm này thì không mất đồ. Còn bây giờ chú rước người về đó thì đó đồ nhà con mất. Mà là đồ có giá trị nha chú. Mà cô lại mất cái món gì vậy? Đó là trang sức. Ôi trang sức luôn kìa. Người lạ trong xóm này là ai? Mời lại nói thẳng tên. Không, thôi bây giờ vậy chị... là thôi để chú. Chú ông. Rồi để chú nói. Cô tính nói là nhỏ cháu tôi lấy hả? Chứ gì nữa. Nè tôi á là tôi đón lên đây mới có một tuần thôi. Nhưng mà tôi biết cái tính nết nó. Má nó là chị tôi. À rồi sao? Bà dạy con là theo nguyên tắc. Rồi. Thà đối chứ không ăn cắp. Tôi nói cho chú biết nè, thiệt sự luôn á, cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Không, nhiều khi mẹ còn không hiểu được con, huống gì chú là bà con thôi. Chú đâu có sống từ lớn tới nhỏ. Xin lỗi từ cô, nhỏ. Tôi không biết cô sống ở trên cái đất thành phố này bao nhiêu năm. Chứ ở quê tôi á, thà là đói, chứ không có đụng tới quyền lợi của người khác. Rồi thôi bây giờ chú... Bằng chứng đâu mà nói người ta như vậy? Nè, muốn mặt... Đừng vu khống người ta. Tôi không có vu khống. Có thì con mới nói, con cũng sợ chứ. Mình cũng sợ mình đổ thừa người ta, mình ban nghiệp tôi chứ. Tôi thưa cô đó, tôi nói được rồi. Anh làm gì vậy? Chị ơi, không, em đứng con... đơn tôi thưa con. Thôi bây giờ muốn có bằng phải. Nhưng mà không thiệt ra đây con nói cái là hôm bữa con cũng thấy chị bé heo tự nhiên cứ lập lò trước đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ thưa, dạ thưa các anh chị. Con nhỏ cháu tôi là lúc nào cũng phải lao dọn. Ủa thì lao bên quán này đi chứ mắc gì lao bên. Tại vì nó là người sống cho cộng đồng. Nó phải quét hết tất cả sân của mấy nhà. Trời ơi, sao mà binh dữ vậy không biết. Rồi thôi bây giờ. Im đi, có thì nói không có thì thôi. Em có đứng ở đây thiệt, em có. Không sao con, đừng có sợ. Anh thông cảm vô hoàn cảnh của em. Đây đây, sở dĩ mà tôi nói là tôi có bằng chứng chứ. Mình có lắp camera mà chú, đúng không? Đây, ngồi xuống đi để chú bị sốc á, chú té, hiểu không? Ngồi xuống coi cho kỹ nè. Đó, cái đoạn này, cái khúc này. Thấy chưa, rõ ràng, thấy không? Vô nhà tôi. Trời ơi, chị bé heo. Đó, thấy chưa, cầm cái gì ra. Đó, nói ba rồi. Dạ đúng rồi, con có đi vô, con trời có lấy. Trời ơi, đúng cái hộp. Thấy chưa, nhận rồi kìa, nhận có đi vô, có lấy rồi kìa. Đó, nhưng mà con lấy là rồi, ở dưới là... quê. Không, một... nhà không đừng có cãi, bây giờ bằng chứng rõ ràng rồi, lên phường với tôi đi. Thôi, 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 thôi. Tôi lầm em. Ê, cái gì vậy? Đau lắm. Cô mất của, cô mất cả trái tim này. Trời ơi, bao trời. Năm trời, bao nhiêu năm trời. Chị mới lên có mấy ngày mà chú không. Không trao trái tim này cho anh cả. Tới khi gặp bé heo lần đầu, người con gái ấy có những cái nét giống như mối tình đầu của tôi vậy đó. Trời ơi, trời. Trời ơi. Ê khoan, giờ mình giải quyết chuyện gì vậy? Giải quyết cái chuyện con mất của. Chuyện mất của, tôi sẽ đền. Gì vậy? Trái tim tôi mất, ai đền cho tôi? Lâm em. Cái gì vậy mày đi hả? Đứng im đó. Bây giờ để tôi giải quyết. Chú giải quyết sao cho coi được rồi giải quyết. Chú bác... cũng có trách nhiệm tại chú đưa người gọi là không rõ biết ràng rồi. Vào đây. Biết rồi. Lè. Mày gọi cho ba mày giúp tao đi lè. Cái gì cũng là chị bé heo số 1 đó. Bây giờ ba nhìn rõ chưa? Tầm mắt chưa? Bình tĩnh lại đi ba. Tóc đầu gắn đầu tóc cho quắt. Ôi là trời. Bây giờ nàng, con nghe chú hỏi nè. Đã bao giờ ba má con dạy con làm điều xấu chưa? Dạ chưa. Rồi lên đây chú Bảy, nói là con phụ quán cà phê, thiếu cái gì chú Bảy mua, còn đồ của người ta lấy làm gì? Tại sao con làm vậy hả? Bây giờ chú hỏi con là ba má con có dạy con làm điều xấu không thì chú biết mà. Con lên đây con rất là vui khi mà con được ở chung với chú. Tất cả mọi người ngày nào cũng nói chuyện với con rất là vui. Nãy giờ con muốn nói rất là nhiều nhưng mà con vừa định nói thì mọi người lại nói con chưa kịp. Làm sao có thể nói được, bằng chứng rành rành ra mà nói gì nữa. Gì nữa, chị đây cũng tùy nữa. Bớt mấy người bớt lại đi. Bớt lại đi. Ơ cái gì, ủa chú ơi, chú đâu có binh vậy được chú. Cháu chú sai mà. Cô im đi. Người ta khóc không phải người ta lấy đồ của người ta khóc đâu. Khóc vì bị tôi chia tay. Tạc điên. Đó
là một trong những lý do mà con cảm thấy rất là vui khi được ở đây, mặc dù là mọi người đều không có bình thường một chút xíu nào hết, nhưng mà mọi người cho con cảm thấy là rất là thân tình, mọi người rất là quấn quýt với nhau. Nhưng không nghĩa là con lấy đồ của người ta. Con đâu có lấy đồ của người ta. Bây giờ nãy giờ lấy đồ thì chị trả lại cho cô lại đi. Cái gì vậy? Cái gì hãy vậy? Đi đi. Cái gì mà ghê vậy? Tôi không muốn thấy người con gái đó nữa. Chúng em đây. Đi về quê và mang theo trái tim của tôi đi. Ủa tôi đang bỏ lỡ chuyện gì vậy? Chị nhìn bé heo ăn cắp đồ của cô lại kìa. Hôm bữa chú kêu em lấy cái sợi dây chuyền ra để đi sửa, em lấy, bây giờ mọi người nghĩ là em ăn cắp. À nè, nó nè, cắp gì? Là sao con? Nãy giờ con có kịp nói gì đâu, con vừa nói là mọi người nhảy vô miệng con nói rồi. Là sao con giải thích rõ ràng đi. Là chú Vinh. Chú Vinh kêu con đi vô trong đây lấy cái sợi dây chuyền ra để chú Vinh đi sửa cho cô Lài. Ủa tại sao anh không vô lấy mà anh kêu tan gái vô nhà? Im đi. Tay, trời đất ơi, tôi đang về dở việc, tôi sửa cái xe đạp ngoài đây thì tôi kêu nó lấy ra, tôi đi thôi, có gì đâu. Dạ đúng người rồi. Trong nhà hết mà. Kỳ dư kỳ cục vậy. Kỳ cái gì? Sao anh không kêu em lấy? Tôi không bao giờ nhìn lầm ai cả. Trái tim này đã trao cho người nào thì người đó phải như thế nào tôi mới trao. Sao nãy nói tôi thất vọng về em? Không có. Qua bao sóng gió chúng ta mới hiểu nhau mà chú Bảy. Chú ơi, chú cắt tóc hay là chú bán bánh tráng vậy chú? Sóng gió đã lên đỉnh điểm rồi. Còn gì nữa mà không công bố ngay lúc này? Cái gì vậy? Cái gì vậy trời ơi? Thôi, mọi người cứ giải quyết đi. Là sao là cuối cùng? Đây. Tức là thằng Vinh nó nói là nó nhờ con nhỏ này đi làm, do nó bận sửa cái xe đạp. Chứ cháu tôi đã nói từ đầu rồi, không bao giờ biết ăn cắp là gì. Nè, bớt hồ đồ lại đem nó đi. Chú cũng đâu trách được rõ ràng tình ngay lý gian. Camera thấy rõ ràng. Bước về nhà. Vô lấy được. Bước về nhà. Qua đây đi bà ơi. Nè. Ông mà bốc có gì phải nói tôi biết chứ. Nhưng mà kêu tôi đi sửa thôi chứ nói gì vậy? Đúng rồi, cái sợi dây của con nè. Vừa lòng chưa? Là hiểu lầm hả? Hiểu lầm rồi, có gì đâu mà bà la nữa mà. Bớt hồ đồ lại, hai vợ chồng có rồi đây. Ba mấy cái giá trị này ông lấy đi đâu ông phải nói chứ. Rồi nè, chú Bảy dặn nè. Dạ. Dù là thân thiết gia đình nhưng mà thôi cũng đừng có vô nhà người ta chi lần này thôi nha con. Dạ. Có gì? Thiệt thà gì mà thiệt thà quá. Thôi với quê đâu có biết gì đâu. Lỡ ai gài con lấy thiệt rồi sao hiểu không? Tại con nghĩ chú Vinh kém nhà mình mà sao mà gài con được. Trời ơi, bớ bớ gì gài nhà sớm đi có ba cái nhà mà gài gì. Ai biết hồi đó ổng gài cô lấy ổng đó. Cái đó là mày gài nó chứ phải nói gài mày. Kỳ thị vậy ta. Thôi phải. Tại vì xưa giờ ba cứ chị heo hoài nên tụi con mới ganh tị. Cũng đúng thôi, tự nhiên con xuất hiện người mới rồi tất cả mọi người tập trung vô đó rồi bỏ bê tụi con nên tụi con mới vậy bộ. Thôi chuyện cũng lỡ rồi, xin lỗi bé heo, xin lỗi chú Bảy. Mấy người nè. Dạ. Giờ thương cháu nữa không? Dạ thương. Cho nó sợi dây được không? Thầy chúng trời. Ừ, xin không được thì thôi. Nhớ thương con hơn chứ. Rồi thôi giải tán. Dạ. Tất cả đứng yên. Một khi thằng đàn ông nó tìm thấy tình yêu của nó bằng mọi giá nó phải chiếm giữ. Cuộc đời này của tôi trải qua bao nhiêu sóng gió chưa bao giờ đem trái tim này trao lầm cho người nào cả. Lẽ con đã tìm thấy mẹ của mình. Đâu ạ? Người ấy tên là bé heo. Hôm nay tôi xin thông báo với ba hộ, tôi sẽ yêu bé heo tới cuối cuộc đời này. Bé heo, em Khoan hãy đồng ý. Khoan hãy đồng ý. Em không có ý định đồng ý. Khoan đồng ý mà hãy nghe tôi nói hết tâm tư nguyện vọng của đời mình. Trời ơi, da gà tôi nổi luôn á trời. Tôi biết tôi và mẹ em trên nhau chừng vài tuổi, nhưng điều đó không có nghĩa gì đâu heo à. Tôi sẵn sàng vì em làm tất cả mọi thứ. Và bây giờ tôi xin gửi đến em một bài hát tôi đã học rất lâu rồi. Một tuần lễ nào anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ đưa mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng vừa tới, đường chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một ngày không gian đổi mới, đón
hai đứa chúng ta mà thôi. Heo, heo, heo đâu rồi? Ai bắt mấy heo đi đâu rồi ạ? Heo ơi! Thưa quý vị, đây là phần cuối cùng của 7 nụ cười xuân. Đây là phần hình phạt dành cho đội thua cuộc. Đó là những con người sống lương lẹo và gian dối với đời. Trời ơi, tụi em đã làm đâu có. Và dĩ nhiên, trong đó có những cái là hình phạt thật và có những cái là thoát được hình phạt. Đó. Xin hỏi Tiêu Lực, chọn ai để phạt? Mỗi người chọn một người. Tôi xin phép chọn Ninh Dương Lan Ngọc. Một người có nhiều duyên nợ với tôi. Một người đã mang cho tôi rất nhiều cảm xúc trong cái phần thi đổ bột. Bên đội tôi chơi rất là ăn rơ với nhau. Nhưng khi mà tự nhiên Vinh đổ lên người tôi thấy trời ơi, cái gì đâu. Tôi cảm giác như bốn dĩa mà đổ vô người tôi vậy. Nghe Lan Thoáng, Lan Ngọc làm gì vậy, Lan Ngọc làm gì vậy? Tôi biết rồi, chính hắn. Xin hỏi Minh Hằng chọn ai để trừng phạt? Em chọn Lâm Vĩ Dạ. Trời ơi, chị ơi, em đã rửa cái kiếm và gác lên từ lâu lắm rồi, chị còn chọn em làm gì nữa? Như vậy thì không còn sự lựa chọn cho Trương Thúy Vinh, chắc chắn phải hại tình yêu của mình. Em cũng muốn chọn Ninh Dương Lan Ngọc. Vậy là hai trong một. Ok, như vậy Thúy Ngân đương nhiên Thúy Ngân đương nhiên thoát tội. Thúy Ngân đương nhiên thoát tội. Anh cũng biết là em đổ bột lên người anh luôn. Phải quỳ lại gian sinh vậy. Chị Hằng, nếu như vậy thì người chị chọn không phải là em. Dạ, chị biết em có đổ bột lên người chị. Không, người đổ bột là người đổ bột là Lan Ngọc luôn. Chỉ có một mình em đổ bột lên người chị Hằng thôi. Không có gì vậy Minh Hằng đâu. Nó chọn à. Em phải đồng cam cộng khổ với lại đồng đội của em. Vô đi. Không mà anh chết rồi. Em không có đổ bột lên người anh. Em không có đổ bột lên người anh. Nhưng anh còn muốn phạt em. Phạt em. Phạt em. Gì nữa đâu mà khóc vơi sầu. Em đi về đi. Nói thì nói vậy thôi. Thúy Ngân vẫn bị phạt. Thúy Ngân vẫn bị phạt. Sao vậy? Trời ơi, mới gì đấy, thấy đồng đội là lật mặt cái đồng đội liền cười cho mặt. Mình có làm đâu? Không dạ, đâu không phải là chị em tốt không dạ? Hồi nãy em không phải cười. Em khóc giùm hai chị. Em đừng mặt ngon để làm cái đầu ra đi. Ê, cái này không cần, cho đội đầu thoải mái. Tôi đề nghị chương trình cho mượn ba cái mắt kiến đen. Xong rồi tôi mới chạy về kịp. Đúng rồi. Chúng ta sẽ chọn từ xa. Anh ơi cho em mượn mắt kiến đen được không? Sao vậy? Bạn ơi bây giờ mình có thể chói tay chói chân những người bị phạt hay không? Đúng bạn? Đúng rồi. Không cần, họ cũng không còn cái nỗi nhục nào hơn nữa đâu. Không, anh làm vậy tổn thương khách mời, người ta sẽ không bao giờ dám nhận lời nữa đâu. Khách mời nào? Thí dụ mà bây giờ mà hại khách mời là mốt mai mốt là không có dám khách mời rồi nhận em lời. Má, em ấy ta mà. Chị là khách mời đó. Thì đó, ý là giống mà chị sẽ không dám quay lại nữa đó. Không sai mà. Ba tổ chức lo em được lo. Ok. Trời ơi, tự nhiên nó mang tổ chức lo cái gì, chị có cái nét nè nè nè, excuse me. Rồi chọn đi, ai vị trí nào? Ủa cái đó là em cái đầu tiên. À Minh Hằng chọn luôn ạ. À. Đúng rồi, người thắng mới được chọn chứ. Đúng rồi. Mời cầm. Vinh. Anh Vinh là em là có ai mà chính em đâu. Một kèm một. Một kèm một. Một kèm một. Mỗi người 10 lần. 2, 3. Không anh. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
quý vị, ngày hôm nay là Minh Hằng tới đây tạo ra một cái không khí vô cùng cuồng nhiệt. Minh Hằng lên đã danh nào. Minh Hằng quá dễ thương, ngày hôm nay tạo ra một không khí vô cùng cuồng nhiệt. Và cảm ơn Minh Hằng đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, em sống lương thiện quá mà. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chương trình của chúng tôi là chương trình Bảy Nụ Cười Xuân cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại.